Đề nghị quý khách thắt chặt dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn lại bởi vì có một chiếc máy bay bay trên chúng ta đang gạ đua, mà cơ trưởng của tôi thì chưa ngán ai bao giờ. Ok, xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiếu Lê Manusian. Thì mình cũng vừa mới đáp xuống sân bay Phú Bài của tỉnh Thừa Thiên Huế. Và nói chung là kết quả đua ấy, tôi thấy có may mà đua cự ly ngắn đấy, chứ đua cự ly dài thì chắc là tôi về chầu với ông bà mất. May mà vẫn còn sống sót, vẫn còn thở đến đi quay được cho các ông đến tận bây giờ. Thì hiện tại thì đang là tầm trưa rồi, thì chắc là bọn tôi sẽ bây giờ trước mắt là sẽ kiếm một cái quán ăn ở tại Huế ăn đã, xong rồi từ Huế mình sẽ đi về Quảng Trị nhá. Rồi thì chúng ta cũng đã đến quán ăn Không Gian Xưa. Thì cái Không Gian Xưa này tôi nhớ đã có một lần tôi từng đến ở trong Đà Nẵng, và hình như cũng ở trên đường Điện Biên Phủ luôn. Hôm nay lại một lần nữa ghé thăm lại cái quán này thì xem đồ ăn nó như thế nào ở Huế, có khác gì với Đà Nẵng hay không. Ừ nào, cái này quả gì nhỉ? Quả bả đúng không? Bả nhìn nhỏ đấy. Cái này là đây là đó là quả vàng hến là hến à, hến hến à, nó có mang ra thế là vàng ngon. Sepul Boutique Resort ở Quảng Trị. Bọn mình hôm nay sẽ ở căn villa 102. Mình ở chung luôn nhỉ? Và xem ở trong đây có cái gì. Ok, thì đây là phòng của mình. Đây sẽ là phòng mình ở trong 2 đêm sắp tới. Nói chung là phòng thì cũng nhỏ thôi. Phòng bố mẹ mình thì nằm đối diện ở bên kia. Đây, thì vào trong đây của chúng ta đó chính là phòng tắm, phòng vệ sinh. Nói chung thì nếu mà nói ở resort thì hơi quá nếu mà xét với mặt bằng chung, bởi vì nó thì cũng hơi giống khách sạn hơn, cũng không phải là resort. Mà tôi tỉnh lẻ thì cũng không đòi hỏi được nhiều. Một cái tủ đồ này, cái này là hai cái này là
quay trở lại căn phòng thân thương của mình. Nó vừa tranh thủ đi bơi không ạ? Ui, bơi ở bể bơi này nó đã vậy. Bể nó cũng khá là dài. Nó nối thông từ cái villa 4 nó sang hẳn cái villa 2 luôn. Và cái villa 4, villa 2 là nó nằm đối diện cái bể bơi. Cái mặt trước là nó hướng ra. Là bơi nó cũng rộng lắm, bơi xong đã thật. Phải như là lâu lắm rồi mình mới bơi mà bơi được nhiều cái này. Còn nói về cái chuyện trưa nay nhá, thì cái lúc mà nhà tôi hôm nay đi ăn ở cái nhà hàng không gian xưa ấy, thì về cái không gian thì nó đúng mang tính cổ kính thật. Sau tối thế này, rồi thì có cái vụ đồ ăn thì mang ra nó hơi lâu, là bọn tôi phải ăn thay vì bình thường là phải mất 1-2 tiếng ăn xong, bây giờ phải mất 2-3 tiếng mới ăn xong đấy. Còn may là bố tôi làm thực ra là một khó tính nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn, chứ tự nhiên chửi động ở đấy là không nên. Thì có ý kiến với chủ với nhân viên về cái việc phong cách phục vụ ở đấy nó bị chậm. Có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình sẽ ăn ở cái quán đấy. Bây giờ thì chắc là mình sẽ chuẩn bị đi ăn tối, và tối nay thì nhà mình sẽ quyết định ăn ở nhà hàng ngoài biển, xem đồ ăn ở ngoài biển như thế nào. Thực ra mình cũng ăn ở ngoài biển nhiều rồi nhưng mà vẫn cứ xem nó như thế nào có khác gì so với những nơi khác mình hay đi ăn hay không nhá. Nói chung thì các cái món hải sản ở đây thì các anh em thì cũng đều ăn rồi, tôi thì chỉ review ở Quảng Trị xem nó có khác gì không thôi. Bây giờ xem có mấy quán ăn vặt ở đây không thì mình sẽ tiện tạt vào ăn, còn không thì thôi về. Và mình đã lại quay trở lại với căn phòng thân thương của mình. Có lẽ đây sẽ là kết thúc ngày đầu tiên của chúng ta. Nói chung là đến được khách sạn đi gian ăn thì đâu đấy gần 2 tiếng mới từ Huế chạy về đây đấy. Ngày mai sẽ là một ngày dài nên là khả năng là tối nay tôi sẽ phải nghỉ sớm để giữ sức để ngày mai còn đi đây đi đó. Nói chung là ngày mai đi một cái quãng đường rất chi là dài và rất chi là xa, đi khá là nhiều địa điểm ngày mai cơ, nên là tôi xin phép anh em là tôi đi nghỉ đây và kết thúc ngày đầu tiên của chúng ta ở đây. Thì định là sáng nay là mình sẽ định ra biển đón hoàng hôn với cả ngắm tí cảnh biển ở ngoài ấy. Mà vì hôm qua là tôi thức xem đá bóng nên là cũng hơi hao sức. Hôm qua MU thắng mừng quá. Cuối tuần này lại cũng có một trận với cả Arsenal này. Hôm qua là đá với Leicester đấy, với cộng với cả gì nữa nhờ, tại vì hôm nay cũng đi khá khá địa điểm nên là có cái mình lại phải cần ngủ đủ giấc để có sức để mà đi. Hôm nay đi một chuyến khá là dài đấy, cũng phải đâu đấy mấy trăm cây cơ đấy không ạ. Nói chung là đi ít nhất cũng phải 5-6 địa điểm gì đấy. Bây giờ thì trước mắt thì mình sẽ đi ăn sáng, hoặc bây giờ mình xem ở Quảng Trị thì nói chung và ở cái resort này nói riêng xem mà có cái món ăn gì nhá, xem buổi sáng gì review luôn. Thank you.
Nói chung thì đồ ăn ở đây thì cũng không khác gì những nơi resort hay khách sạn khác cả. Và bây giờ không hiểu sao đang nắng lại có mưa, xéo ở sau này lại có chuẩn bị có cầu vồng. Thì bây giờ thì bọn tôi sẽ lịch trình là như thế này, sẽ đi từ nơi xa nhất cho đến nơi gần nhất. Thì bây giờ thì nơi đầu tiên đi thì sẽ là địa đạo Vịnh Mốc. Tôi thì đã từng đi cái địa đạo Củ Chi ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì cũng không biết là địa đạo Vịnh Mốc thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ chuẩn bị đi thì mới biết được. Ok, thì mình cũng đã đến với địa điểm đầu tiên, đó chính là địa đạo Vịnh Mốc. Thì mình cũng vừa mới ở trong cái phòng nhà đón tiếp và chiếc phim tài liệu này. Nghe qua một số thông tin về nơi địa đạo Vịnh Mốc này thì nó nằm ở thôn Vịnh Mốc, xã Vịnh Lĩnh, huyện Vịnh Lĩnh, tỉnh Quảng Trị. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một lượt ở đây xem có những cái gì. Về lịch sử ra đời của hệ thống lang hầm Vịnh Lĩnh cũng như của địa đạo Vịnh Mốc, và sau đó chúng ta mới đi vào tham quan thực tế bên trong. Cửa hầm số 13 này á thì cũng có thể đi đến các cái cửa hầm còn lại. Tuy nhiên thì trong cái lộ trình chính á, chúng tôi không đưa vào khai thác bởi vì đoạn đường hầm này nó cũng khá dài, nó không phù hợp với những người mà lớn tuổi, mà chỉ phù hợp cho những đối tượng là khách trẻ muốn từ cầm đèn pin từ khám phá tất cả các ngõ ngách ở trong đó. Thông hơi của địa đạo Vịnh Mốc thì giếng thông hơi này nó có độ sâu là 12 mét, và trong quá trình đào địa đạo đây cũng chính là con đường để vận chuyển đất đá ra, đồng thời sẽ đưa lương thực thực phẩm xuống bằng một cái trục quay ở bên trên. Và các chị gái biết rằng là lấy dòng sông Bến Hải chạy ngang qua vị tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền. Thì Vịnh Linh là một huyện của tỉnh Quảng Trị thuộc về miền Bắc, do vậy mà Vịnh Linh trở thành đầu cầu giới tuyến của miền Bắc và cũng chính là nơi trực tiếp để chi viện cho miền Nam và chi viện cho đảo Cồn Cỏ cách đây 28 cây số. Thì vào năm 1964, với việc dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, quân đội Mỹ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc bằng không quân và hải quân. Thì khu vực Vịnh Linh này trở thành mục tiêu đánh phá của Mỹ, khoảng 7 tên bom và 800 quả pháo. Trong điều kiện chiến tranh đó thì với quyết tâm một tấc không đi, một ly không rời. Thứ hai là địa đạo cùng 4 của dân làng Vịnh Mốc và địa đạo của lực lượng công an vũ trang 140. Sau đó thì ba địa đạo này thông lại với nhau để tạo thành một hệ thống như hiện nay. Và nó nằm phần lớn thuộc địa phần thôn Vịnh Mốc nên mà có tên gọi là địa đạo Vịnh Mốc. Và mọi người lưu ý nhé, tên gọi Vịnh Mốc, chữ Vịnh này là dấu nặng chứ không phải là dấu ngã. Do cách phát âm của người địa phương không phân biệt được dấu ngã và dấu nặng, và các xã thậm chí tên huyện nó đều bắt đầu bằng chữ Vịnh có dấu ngã đấy, nhưng mà ở đây là Vịnh là eo biển và Mốc là cái mốc giới. Thì địa đạo Vịnh Mốc được đào trong khoảng thời gian 20 tháng, từ tháng 4 năm 66 bắt đầu đào cho đến tháng 12 năm 67 là hoàn thành. Trong khoảng 20 tháng đó thì với những công cụ rất là thô sơ, đào hoàn toàn bằng tay chứ không có một yếu tố công nghiệp nào, thì quân và dân Vịnh Mốc đã huy động khoảng 18.000 ngày công đào và vận chuyển ra khỏi lòng đất 6.000 mét khối đất đá. Về quy trình để đào được địa đạo thì tất nhiên là có một cái sự đo đạc gọi là ước lượng ở trên mặt đất, và sau đó sẽ chia nhóm. Mỗi nhóm có khoảng 20 người, nhưng mà mỗi kiếp đào chỉ có khoảng 2 cho đến 3 người, và họ sẽ tiến hành đào cả cái giếng thông hơi như lúc này chúng ta thấy. Cứ hai nhóm đào hai giếng thông hơi với một độ sâu được ấn định, sau đó thì cố gắng xác định hướng và nối cả cái đại giếng lại với nhau. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là thông qua cả cửa ở ngoài biển, cũng đào vào trong quả đồi và cũng cố gắng nối lại. Nhưng thực tế có những trường hợp là đào bị lệch hướng nên đào mãi mà không gặp nhau. Muốn tìm thấy nhau trong đường hầm, họ phải sử dụng cuốc, xẻng đập tìm thịt trong lòng đất và lắng nghe âm thanh ở đâu thì tìm đến với nhau. Và đất đá được vận chuyển ra ngoài thì thông qua cả cái giếng thông hơi đem đổ vào các hố bom mới nổ, đổ dấu vào các bụi cây rậm, hoặc là vào ban đêm vận chuyển đất đá đem đổ xuống biển, dùng cát lấp lại hoặc là dùng lá ngụy trang, và khi thủy triều lên thì nó kéo đất đá ra ngoài nhằm mà xóa đi cái dấu đất mới. Có nhiều nhánh rẽ khác nhau nên không tự ý rẽ trái rẽ phải, bởi vì nếu rẽ là sẽ đi ra một hướng khác. Các em nhỏ thì cần có người lớn dắt kèm khi đi lên xuống các cái bậc thang. Bây giờ tôi là fan MU xuống thăm fan các đội.
Anh à? Nhất là Leicester đang hiện tại hạng 20. Úi giời, cái cụm đầu công cao quá. À thấp. Ôi giời, tắc đường, tắc đường. Sáng cuối con đường hầm rồi anh em ơi, có vẻ như là chúng ta sắp ra đến nơi rồi. Cảm giác tâm trạng rất là vui, như kiểu MU từ thánh xã hội lên hẳn top 5 vậy. Ui rồi, lên trình rồi, thoát ra khỏi hang rồi, đây rồi, về với thiên nhiên rồi. Ok mọi người ạ, như vậy là mình vừa từ đường hầm ở trên núi, bây giờ đã đào ra được cái đường hầm ở dưới biển. Đây là biển Cửa Tùng nhá. Còn cái địa đạo Vịnh Mốc của chúng ta là cách 7 km so với biển Cửa Tùng về hướng Bắc. Còn đối với cái chỗ mình ở là ở bãi biển Cửa Tùng thì tôi đoán đâu đấy thì cũng phải đi lui thêm cũng tầm 7-8 cây nữa, tức là khoảng 15 cây so với địa đạo Vịnh Mốc này. Ô mà hay quá là ở đây lại chúng ta là có cái cổng ra đây rồi. À đâu, đây là cổng vào cửa số 4. Tôi lại tưởng là cổng ra. Ơi, lại đến cửa số 4 rồi. Lại leo vào hang rồi các ông ạ. Vừa mới thoát ra khỏi hang lại vào hang. Tôi lại vào khám phá tiếp. Ui, hang này, à không, chắc là do ánh sáng ngoài mới thấy sáng. Không biết đây là gì không? Đây chính là nhà hộ sinh đấy, là nơi sinh sản ra anh bé. Thì lúc nãy cái anh hướng dẫn viên bảo là ở trong đây có 17 ca hộ sinh ở trong đây, kinh không? Ôi, lối ra đây rồi, đi tiếp nào. Ôi, gần ra đến nơi. Tôi nghe thấy âm thanh là sắp ra đến nơi rồi. Ôi rồi ôi, cứ như mình làm cái nhà thám hiểm Indiana Jones ấy. Chung thì mình sẽ chỉ đi qua một số nơi mà anh hướng dẫn viên anh ấy bảo thôi, khám phá thôi để biết xem cái địa đạo Vịnh Mốc này nó sẽ như thế nào. Thì cũng xong cái chuyến đi đầu tiên, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua địa điểm tiếp theo để khám phá. Trước mặt mọi người đây đó chính là di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải. Mình sẽ đi vào đây trước rồi mình sẽ qua cái khẩu Hiền Lương sau. Đây, đó là cột cờ giới tiến của chúng ta. Nhìn thấy đây, khá là cao. Chắc là sẽ khám phá ở bên trong xem có cái gì không? Để đợi con tí. Khám phá bên trong nào. Nếu mà không nhìn trong thì mình nhòm ngó cửa sổ cũng được. Chúng cửa sổ. Chắc là nó cái cầu đường lên vòng vòng này thì cũng khác gì ở chỗ đất mũi Cà Mau. Đây, bây giờ bọn tôi sẽ bước từ cái bậc thang này xuống và mình sẽ chu qua một cái hang ở dưới đây. Mình sẽ đi qua bên kia là quay lại cái cầu Hiền Lương cũ. Thì tôi cũng không nhớ là tôi đã từng bao giờ qua cầu Hiền Lương chưa. Đi cầu Hiền Lương bao giờ hình như có từng đi một lần rồi. Đây, có thể thấy trước mắt đây của chúng ta đó chính là cầu Hiền Lương cũ. Một cái cầu đang ở dưới mà đang che bóng râm là cầu Hiền Lương mới. Đấy, còn ở bên kia là Bến Hải. Còn đây là ở trên mặt cầu Hiền Lương anh em ạ, cầu Hiền Lương cũ. Đấy, chắc sang bên kia đó chính là cái cầu Hiền Lương mới. Thì mình lại cứ coi như là mình đây là lần thứ hai mình đi lại đi. Nếu mình đã từng đi lần trước rồi mà mình không nhớ thì khá là đẹp. Còn hai bên thì như vừa rồi mới được sơn lại màu với nhau ấy.
chứ tôi nhớ hồi xưa làm gì có màu này. Đấy. Nhưng mà ở trưa đây thì nói thật các ông là khá là nắng. Chắc là tôi phải đi nhanh nhanh một tí, không thì tí nó lại thành cháy da cháy thịt mất. Đấy, như cho thui. Đấy. Mình cũng vừa mới bước qua cái ranh giới cầu. Thì mọi người có thể thấy là hai bên cầu lúc nãy thì nó là màu xanh dương, bây giờ nó là màu vàng. Thì lúc nãy ở phần màu xanh kia thì nó là ở phía bắc, còn phần màu vàng đây của chúng ta đó là phần phía nam. Còn cái ở trước mắt kia thì mình cũng không có phải là bến hải không, thì như gọi là bến hải, tại vì cũng lâu không đi mà mình cũng vừa mới đọc cái biển mà cũng không biết phải không, chắc là cái trước mắt đó là cái bến hải. Đấy thì thôi mình bước qua cái ranh giới này. Đấy. Đấy, thế là chính thức là bước sang đất Nam rồi đấy, đất Nam Quảng Trị. Bây giờ lại quay về. Nói chung là chuyến đi rất là vui. Bây giờ chúng ta sẽ đến với địa điểm thứ ba. Và sau địa điểm này thì có lẽ là mình sẽ tạm thời nghỉ dừng chân lại ăn trưa cơ đã, rồi đi tiếp. Như mọi người có thể thấy đây thì mình đã có mặt tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc gia Trường Sơn. Đấy. Thì bây giờ mình đang leo lên cái bậc thang ở trên đây, xem ở trên đây có những cái gì, và đằng sau kia cũng có một cái hồ khá là đẹp, khá là trong xanh. Thì mình sẽ quay cho mọi người để mình có thể ra ở kia. Bia tưởng niệm 469 liệt sĩ ở thành phố Hà Nội. Đây là chiến sĩ là hết mình vì nước. Rất sao? Nhìn hồ ở đây nhìn nó đẹp nhỉ không? Tuy là không phải quá to nhưng mà có cái hồ ở đây nó điều hòa được không khí. Nên ở trong đây nó cũng mát, rồi có hơi nắng. Ở đây trong đây cây cối nó cũng nhiều, cũng thoáng. Đi nó không bị bí. Ở chỗ khác, đấy. Nói chung là cái chỗ Nghĩa Trang Liệt Sĩ của nhà nước thì nó phải khác. Rồi những chỗ, nói chung là cái chỗ lớn nhất cả nước thì nó phải khác với chỗ bên ngoài. Ok, thì sau khi xong bữa trưa ở nhà hàng thì trưa nay nhà mình ăn cơm điêu thôi không ạ? Chung là cũng như kiểu ăn cơm bình thường thôi. Thì địa điểm tiếp theo mình đến đó chính là Nghĩa Trang Liệt Sĩ Quốc gia Đường 9. Bây giờ chúng ta sẽ vào và thắp nhang rồi khám phá xem nơi này nó như thế nào. Do thời tiết khá là nắng ở đây, tôi đoán là cũng gần 40 độ rồi, nắng gắt vãi lìn ở trong đây. Có gió Lào nữa, lại còn nằm trên dãy Bạch Mã, mà cái mạn ở Bắc Trung Bộ là hay nắng nhất ở Việt Nam này rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi đến cái địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay. Có khi tôi cứ tưởng là về tối không, chứ bây giờ mới chỉ đâu đấy gần 3 giờ chiều. Đó chính là thành cổ Quảng Trị, nhưng mà tất nhiên là đi trong này nếu mà lỡ có phát sinh đi đâu thì mình sẽ lại tiếp tục đi thôi. Để thành cổ Quảng Trị cũng đã đến rồi, cũng chỉ mất đâu đấy vài phút thôi, khá là gần với thành phố Đông Hà phết, tôi cũng nghĩ là xa lắm cơ. Ở đây cũng là cái địa điểm gần với chỗ nhà tôi nhất. Đấy, đây là cổng vào của cái thành cổ Quảng Trị, và ở bên trong kia tôi đoán thì là một cái gì đấy để mình có thể chụp, cũng không rõ là cái gì. Chắc phải vào trong mình nhìn rõ mới biết được nó là cái gì không đấy. Là cái sơ đồ của cái tuyến xe điện đi ở trong cái thành cổ Quảng Trị này, thì chúng ta bắt đầu là sẽ đi cổng Tiền, xong rồi đi đến cái chỗ địa điểm lưu niệm hầm sở chỉ huy tiểu đoàn 3, xong đến cổng Hữu, tức là cổng Tiền tức là cổng trên, cổng Hữu là cổng phải, xong rồi đến cổng Hậu là cổng dưới, cổng đằng sau có thể gọi thế, xong đến xà lim hố bom, đài chứng tích sinh viên, đến cổng tả là cổng trái, cổng bên trái, và đến cuối cùng là bảo tàng thành cổ Quảng Trị là hết chuyến đi. Rồi, nói chung là lần này thì mình sẽ chỉ đi xe điện thôi, chứ tự đi thì thứ nhất là nó nắng, và thứ hai là mỏi, da cũng chả mỏi chân lắm đâu, nhưng mà thôi, cũng vài người trong gia đình oải rồi, đi xe điện cũng được cho thoáng. Thành cho thành cổ và thị xã Quảng Trị. Và để các cái tiêu chuẩn chi về hiện vật này
Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã dùng hỏa lực ném xuống trên dòng sông Thạch Hãn trong 81 ngày đêm. Vâng, cạnh có cái cửa hầu này ngày xưa cũng được làm bằng gỗ lim, nhưng hiện tại là cửa sắt và nó có từ dưới thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Và cả gia đình chúng ta nhìn thấy trên cạnh cửa chỉ những hiện vật làm bằng kim quan. Và đây chỉ là những gì còn lại cửa hệ thống kiến trúc của nhà Nguyễn trên mảnh đất thành cổ Quảng Trị sau 81 ngày đêm, và bố trí thành hai dải đối xứng nhau và ngăn cách bởi hệ thống thành lát ở giữa. Bên trong buổi buồng giam như vậy dài 2 mét, rộng 1,2 mét và cao 1,7 mét, thì nơi đây chúng dùng để giam giữ những người yêu nước và chiến sĩ cộng sản kiên trung. Thì sau 81 ngày đêm, mọi thông tin kiến trúc của nhà thờ Lao Hồng đã bị phá hủy hoàn toàn. Thì trong 81 ngày đêm năm 1972, với một cái khối lượng bom đạn khổng lồ ném xuống thành cổ thị xã Quảng Trị lúc bấy giờ là 328.000 tấn, và tương đương với sức phong tỏa của 7 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Thì mọi người có thể thấy ở trước mắt của chúng ta đây, đó chính là sông Thạch Hãn ở Quảng Trị. Chúng ta đang có mặt tại nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Còn bên đây của chúng ta thì để tôi qua đây xem nó là cái gì nào. Đó là nhà trưng bày lưu niệm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Đấy. Và có lẽ là cái kia là xe của ông Lê Duẩn, ông sử dụng hồi xưa. Biển 29. Ok, thì ngày thứ hai của chúng ta chắc là đến đây là kết thúc. Hôm nay thì chủ yếu là tôi sẽ đi khám phá mấy địa điểm của Quảng Trị thôi. Hôm nay chắc là cũng xin nghỉ sớm luôn. Ngày mai cũng sẽ là một ngày khá là thú vị, nên là anh em chờ ngày mai nhá. Ngày mai thì mình sẽ qua game đồ đạc, rồi có cuộc chơi và đi từ bãi biển cửa Việt lên thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Và lại đến một đêm, xong rồi ngày kia mình sẽ té xuôi sáu chín cú về nhà nhá. Bây giờ thì bye bye anh em vào ngày mai. Chào anh em, hôm nay là ngày thứ 3 của chuyến đi chơi ở Quảng Trị. Hiện tại bây giờ đang là 5 rưỡi sáng và mình dậy và hiện tại vẫn chưa thấy mặt trời ở đâu cả, chỉ thấy lấp lóe ánh sáng của bình minh thôi. Thì hôm nay thì như hôm qua mình đã nói thì hôm nay mình sẽ lên thành phố Đông Hà và sẽ ở lại một đêm ở trên đấy, ở khách sạn Mường Thanh trên đường Lê Duẩn. Mình ở đây thêm một đêm nữa, xong rồi ngày mai mình xô xéo chụp cút từ đây về Huế, xong từ Huế sẽ bay ra Hà Nội. Thì sáng nay thời tiết cũng đang khá là hơi se se lạnh của mùa đông đấy. Và cái sự nắng của mùa hè đấy, nó cái mùa thu này nó là cái sự giao thoa nó như vậy. Có lẽ bây giờ là chắc là mình làm tí 8 buổi sáng nha. Thì bơi buổi sáng bởi vì thực sự là hai ngày hôm nay ở đây mình chưa bơi một bữa nào cả. Có khi là sáng cũng được thì chắc là tranh thủ ra bơi một tí cho nó mát rời. Nước hôm nay tắm thì lúc đầu xuống ấy thì thấy nước có vẻ ấm ấm, nhưng mà xuống hẳn thì thấy hơi lạnh. Có lẽ là vì do mình cũng ít khi đi biển. Nhưng mà may được cái là nó là trời nắng rồi, chứ thì nó mình mà bơi vào mùa đông mà mình chẳng bao giờ mình biết là mình có cơ hội bơi vào mùa đông hay là có dám bơi vào mùa đông hay không. Chứ có cái gì bơi vào bể đá đâu, lạnh quá lìm ra. Đấy. Còn hôm nay kiểu về cái việc mà săn bình minh ấy, thì hôm nay mây nó hơi dày quá nên là mặt trời nó lên lúc nào tôi không biết. 3 phút sau mà lên nó cũng phải được đến tầm đây, đến tầm 1/10 của cái bầu trời rồi. Đấy. Nhưng mà thôi, nói chung thì cũng gọi là đón được tí bình minh buổi sáng rồi, còn hơn là mày ngủ chay như ông nào đấy. Với lại đi biển ở đây thì cũng có nhiều con, người ta gọi là con còng, con dã tràng gì vậy. Đấy, con nhỏ nhỏ ấy. Nhỏ hơn con cua.
Tôi lại nhớ thì hồi xưa tôi cũng hay có cái, cứ tắm ở cái biển chỗ quê tôi ấy, ở quê tôi ở Thanh Hóa. Thì có ở biển Hải Hòa thì phải, nó có ở đây có nhiều con dã tràng lắm. Mà tôi bị dẫm một lần rồi, không khác gì thể là tôi thề với các ông tôi đau không khác gì dầm cắm một chân, ui thề xót vãi đìn. Nên là mỗi khi đi ra biển là tôi là hay cái kiểu phải đề phòng và xem là có cái con còng con dã tràng ở đây rồi đúng không, phải né né nó ra, dẫm nữa là thôi lở đấy, là lại xót. Với hôm nay tắm biển ấy, thì nước biển thì về lý thuyết thì ở ngoài đây thì nó sẽ không thể trong như ở trong Nha Trang hay là mấy cái tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, Ninh Thuận, Bình Thuận các thứ được, lý thuyết là thế. Nhưng mà đi ra nó mà đỡ hơn ở quê tôi thật là thế, với lại cũng có chỗ hơi trũng trũng một tí. Mà tổng chung quy lại thì đi đâu thì cũng phải nên trải nghiệm một lần. Đi như tôi thì cũng được cái là nhà cũng đi nhiều, mặc dù là điều kiện thì cũng không cho phép, cũng toàn phải tiền, cũng phải đi vay thuê mướn ở người này người kia thì mới có được cái chuyến đi. Thì đợt này đi biển Quảng Trị thì tuy là nước không được trong vắt như những cái tỉnh ở miền trong, nhưng mà vẫn là một cái trải nghiệm mình nên thử xem ở đây xem có khác gì với những cái biển mình từng đi không, hay khác gì với cả những cái biển mà quê mình hay kiểu thỉnh thoảng thường xuyên tắm không. Bây giờ trước khi mà mình vào thành phố thì mình sẽ đi cửa khẩu Lao Bảo đấy, cũng ở Quảng Trị luôn, về phía tây đấy, như là giáp danh với cả Lào hay sao ấy. Trước khi mình đến hẳn chỗ cửa khẩu Lao Bảo thì bây giờ bọn mình sẽ xuống check in cái cầu treo ở Đắk Rông. Đây, trước mặt của chúng ta đây đó chính là cầu Đắk Rông. Thì theo thông tin tôi được biết thì nếu mình tiếp tục đi cái cầu này thì mình sẽ bắt vào cái đường Hồ Chí Minh. Từ đó là mình sẽ lại đi vào Nam tiếp đấy. Thì cái cầu này khá là yếu, tôi không rõ cái tải trọng này là cái cầu bao nhiêu, nhưng mà các ông vừa thấy một cái xe tải đi qua mà không bị làm sao là chứng tỏ là ok la rồi đấy. Ôi giời, đẹp phết. Đây là trước mặt anh em là dòng sông Đắk Rông. Tôi zoom phát thì tôi thấy có một cái ông là đang đứng ở trên sông bắt cá hay là làm gì đấy. Rồi, cái dòng sông này thì nó chảy qua cầu Đắk Rông đương nhiên rồi. Và trước mặt kia mọi người không có biết có nhìn rõ không thì đó là một cái thủy điện. Đây, để mình có thể tiến gần cho mọi người có thể thấy. Đợi mình qua đây đã. Đây, cái trước mặt mọi người đây đó chính là thủy điện Đắk Rông 2. Rồi thì chúng ta vào uống nước một tí. Đó, xin lên củi rửa à? Vâng. Thôi uống đi luôn. Thôi chia nhau uống, đỡ phải cần. Đây, đây, đây. Cái nước này là nước dứa hả? Ok, thì mình hiện tại là đang vừa mới bước qua cái cửa an ninh ở chỗ cửa khẩu Lao Bảo đây. Và bây giờ mình sẽ ra đến cái cổng chính thức, là cái cổng sẽ là biên giới giữa Việt Nam và Lào. Xe biển Lào với cả đây rất là toàn người Lào không ạ? Đấy, cổng vàng to đùng thế này cơ mà. Đấy, thế là cửa khẩu quốc tế Lao Bảo của chúng ta. Thì cái cửa khẩu quốc tế này tôi nhớ cũng đã từng đi một cái cửa khẩu ở trên Tây Ninh ấy. Cửa khẩu quốc tế là gì thì nhớ rồi, nếu anh em biết thì comment ở dưới phần bình luận nhá. Đây là cột mốc Việt Nam. Năm 605 này vào năm 2008. Cả hai bên đều như nhau, tương tự như vậy.
Đây là cây cầu xà ớt. Lúc đầu bọn tôi nhìn ở ngoài ấy, tại vì nhìn không rõ cứ tưởng là cầu xà ớt. Mà quái lạ tại sao tên cầu lại cầu xà ớt, nó là cầu xà ớt, xà ớt. Nhưng mà đọc cái kiểu mọng do giọng tùy vùng miền ấy, nhưng mà nghe thì cũng khả năng hơi giống xà ớt, nhưng cũng có thể đây là cầu xà ớt. Thì là đây là công trình hữu nghị Việt Nam Lào. Đấy là cái cây cầu gọi là chia nửa các tuyến, là như kiểu ở bên cầu Hiền Lương ấy là chia Bắc Nam ấy, còn bên kia thì là cửa khẩu biên giới của Lào. Tức là khi mình check in ra cái cửa khẩu biên giới Việt Nam thì sang bên Lào lại phải tiếp tục check in cửa khẩu biên giới của Lào thì mới gọi là nhập quốc tịch Lào, nhập vào Lào, chính thức là bước sang Lào. Đấy. Rồi, hiện tại là bọn mình đã đến quán ăn, quán thịt trâu ở nhà hàng tên là Thương Vườn. Ở đây là chuyên thịt trâu. Cũng phải nói thật các ông là tôi cũng khá là lâu rồi mình mới quay trở lại ăn thịt trâu, cũng phải đâu đấy mấy tháng rồi. Giờ xem cái quán này thịt trâu làm sẽ như thế nào nào. Cái này là trâu nướng rồi này. Trâu nướng. Trâu nướng rất vị ngon. Trâu nướng. Không biết là hỏi đây trâu nướng không? Nướng. Ở quán này có gì? Còn còn cái này. Hấp. Đây là sáo. À, hấp nướng sáo. À, nướng hấp sáo. Ở kia biên lào phải không ạ? Biên lào đúng không? Không khác gì biên Việt Nam không? Biên lào. Nó ngon như biên Việt Nam. Biên lào. À sao sao. Hấp. 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 Cảm ơn lòng đấy. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thánh địa La Vang. Đấy. Chị thì mình thử ngó qua xem ở đây xem có những cái gì, tại vì cũng rõ được nó khá là khác so với ở thánh địa Mỹ Sơn. Ok, như vậy là dạo quanh cũng quay được một vài cảnh quanh đây gọi là đặc biệt nhất, nổi bật nhất thôi. Thì mình thì thực sự là mình cũng không có nhiều kiến thức về nơi đây. Thì cũng nghe bố mẹ mình kể thì cái nhà ở đây thì là cái nhà trung tâm, hiện tại nó đang trùng tu và vừa mới được sửa xong. Thì cái nhà này là cái chỗ này là để cho cha xứ rồi các con truyền đạo cho các sư, các con ở trong đây học giảng dạy các thứ là nó nằm hết ở trong đây. Đấy. Thì đây cũng là cái địa điểm cuối cùng mình gọi là trải nghiệm và tham quan chính thức luôn. Còn tại cái đất Quảng Trị này có lẽ bây giờ mình sẽ không còn đi đâu nữa, và bây giờ mình sẽ chỉ về khách sạn mình ở đấy, xong rồi đến sáng ngày mai là mình sẽ xuôi xéo chim cút tàu lượn bánh quấn ra đây về Huế, xong rồi bay ra thôi. Đấy, và kết thúc chuyến đi hành trình của chúng ta ở đây. Đấy, bây giờ thì quay lại khách sạn rồi. Ok, thì mình đã có mặt tại khách sạn Mường Thanh ở Quảng Trị trên đường Lê Duẩn. Thì mình cũng vừa mới check in phòng xong, và cái phòng hiện tại mình ở đây đó là phòng 1203. Mình sẽ có lẽ là sẽ review nhanh cho anh em xem, bởi vì căn bản là ở đây thì nó cũng sẽ không có khác gì nhiều so với những khách sạn khác. Đây, trước mặt của chúng ta là phòng vệ sinh này. Đấy. Như tôi nhớ là Mường Thanh thì tôi đã từng ở một lần rồi, nhưng không, tất nhiên không nhớ là cái Mường Thanh nào. Đấy. Thì được cái view nhìn ra cũng đẹp phết. Tôi cũng là người dễ tính, các ông biết rồi. Đấy.
Đấy, hai giường đơn. Đồ tôi đây. Đây, còn đây là cái view. Nhìn từ trên tầng 12 xuống, bố thật sự ở đây rồi. Wow. Đẹp nhỉ. Tôi thấy nắng giờ cũng ngại đi đâu. Một cái điều khá là thú vị là so với những cái khách sạn khác mà tôi trước đây ở, mà tôi cũng không biết là cái chỗ Mường Thanh khác có cái này không, thì đây là một cái mà để giúp chúng ta đi giày cho nó dễ. Tôi không biết cái này tên gọi là gì. Ở dưới đây có một cái xi đánh giày. Đây, đây. Đây là cũng xịn xỏ con bò rồi. Rồi thì phải nói sao nhỉ, cái bể bơi hôm nay của chúng ta thì nước cũng ok. Nói chung thì bể sâu sâu nông nhất thì là 0m8, mà sâu sâu nhất thì là 1m8. Nói chung là vẫn rón rén đứng được. Còn cái máy sấy thì có cái vấn đề máy sấy như thế này không ạ? Tại sao không ấn được tầng G? Từ từ đợi một tí. Ờ kìa, bố tổ sư nhà mày không ấn được tầng 1. Không ấn được tầng G. Nói chung thì bây giờ thì cái vấn đề về máy sấy thì nó bị kẹt nút công ạ. Thế cắm vào điện vào xong đấy, cứ toàn kẹt được cái số 2, tức là không di lên được số 3, không xuống được số 1. Cay. Bây giờ thì thực sự thì tôi cũng không biết là Quảng Trị là cái có đặc sản hay nổi tiếng món gì. Mà thôi, cứ lượn dọc đường rồi kiếm được quán nào ăn và hốc thì hốc thôi. Lượng thịt nhiều đấy, không nhân được cái thôi, để tủ lạnh mai gói về chắc chắn được. Rồi. Có vẻ như là tôi thấy rằng người dân ở Quảng Trị và ta có vẻ hơi chuộng ăn cay, nên là gần như có món nào cũng có cho ớt vào. Tôi chịu. Bây giờ hiện tại tôi đã về khách sạn và tầng 15 sau tối thui thế này. Không có một tên tôi mạnh mặt. Vãi lìn. Mày qua tôi xuống được phòng của tôi rồi. Tôi cứ nghĩ là tôi bị mắc kẹt ở trên đấy cơ. Mẹ sợ quả ma ám ở trên đấy vãi lìn. Thì nói chung là cái bà ở trên đấy nó không hoạt động rồi. Thôi thì hôm nay cũng là một ngày dài, chắc là mình cũng sẽ xin kết thúc ngày đây hôm nay tại đây thôi. Ngày mai thì còn cái gì mình sẽ quay nốt thì sẽ quay nốt cho anh em. Mời anh em, đây là nước gỏi. Chào mọi người, và hôm nay là ngày thứ tư, cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi của chúng ta. Thì thực sự là ngày hôm nay thì cũng không có hoạt động gì cả. Mình vừa mới ăn sáng xong và bây giờ cũng bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi cuộc chơi, chuẩn bị bay về Hà Nội. Thì sắp tới đây thì mình chuẩn bị bước vào năm học cuối, năm 3 của đại học. Tôi hiện tại là đang học bên ngành thương mại quốc tế. Chắc là nhiều anh em cũng chưa biết thì tôi mới chuyển từ ngành thương mại điện tử sang ngành thương mại quốc tế do là vừa bị trượt phỏng vấn. Cho nên là sắp tới đây lịch học khá là dày đặc, nên là nhiều khả năng là mình sẽ không ra video thường xuyên cho anh em được, là cứ tầm một tuần một video. Có thể sẽ phải 2 tuần, 3 tuần hoặc thậm chí 1 tháng một video. Nói chung là tùy thuộc vào cái độ là mình có rảnh hay không, với lại có cái ý tưởng gì hay không thôi. Đấy, nói chung là
sắp tới thì mình sẽ làm giãn ra. Còn ok thì chuyến đi của chúng ta thì cũng đã đến hồi kết rồi. Thì rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Gần như là chuyến đi này của chúng ta là chỉ có khám phá là chính. Cho nên là đấy, nếu anh em thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub. Và nếu có thể anh chia sẻ video này để mọi người có thể biết tới kênh của mình. Đó là Hy Lê Manusian. Xin chào tạm biệt và hẹn anh em vào những video sau của mình.